Từ thời xa xưa, con người đã không ngừng tìm kiếm phong cách sống tối ưu để đạt được các nhu cầu cơ bản hay sức khỏe toàn diện. Tất cả mọi người đều mong muốn có được một sự kết hợp hoàn hảo. Đi ngược lại thời gian luôn là giấc mơ của rất nhiều người. Trong quá khứ, công nghệ chưa có nhiều tiến bộ và vẫn còn nhiều hạn chế. Ngày nay, sau nhiều năm nghiên cứu và hợp tác công nghệ, điều này không còn là một giấc mơ xa vời. Cơ thể con người được cấu tạo từ rất nhiều tế bào. Quá trình lão hóa của các tế bào chính là nguyên nhân chính dẫn tới quá trình lão hóa sinh học, và cũng là nền móng dẫn tới các căn bệnh tuổi già. Khám phá mới đây về tế bào sống không chỉ diễn tả một bước ngoặt lớn trong ngành kỹ thuật y sinh, mà nó còn làm thay đổi cách thức chúng ta nhìn nhận y học hiện đại. Liệu pháp tế bào sống, phương pháp duy nhất đã từng được chứng minh trên thế giới có hiệu quả chống lão hóa an toàn, giúp hồi phục lại một vóc dáng khỏe mạnh, đã được ghi lại vào khoảng những năm 100 trước công nguyên. Kể từ thuở sơ khai của loài người, chúng ta đã dùng tới những chất tủy xương và các bào thai từ con người hoặc động vật. Ngày nay, liệu pháp tế bào ống có thể được trực tiếp cấy ghép hoặc thực hiện thông qua các cuộc phẫu thuật cấy ghép hoặc theo những cách thức khác. Trong số những cách thức đó, kỹ thuật tiêm nhau thai ở Thụy Sĩ là phương pháp phổ biến và nổi tiếng nhất trong việc chống lão hóa, dù cho phải chịu chi phí cắt cổ. Rất nhiều tổng thống, chính trị gia, các nhà tài phiệt và những người nổi tiếng đã thực hiện tiêm nhau thai ở Thụy Sĩ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, phục hồi xuân sắc và sức sống. Liệu pháp tế bào sống đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, việc ứng dụng các tế bào sống này vẫn còn hạn chế. Nhờ có những tiến bộ trong kỹ thuật y sinh, người tiêu dùng hiện nay có thể tin tưởng vào liệu pháp đơn giản và hiệu quả, đó là liệu pháp tế bào sống tiêm nhau thai của công ty Reway, để sống lâu hơn và có sức khỏe tốt hơn. Công nghệ sấy đông giúp bảo quản các tế bào sống và nâng tuổi thọ của chúng lên 3 tới 4 năm. Công nghệ phủ ruột ngăn chặn việc các viên nang bị phá hủy bởi axit dạ dày, giúp hiệu quả hấp thu của ruột non tăng gấp 3 lần. Công nghệ lấp đầy nitơ ngăn chặn các tế bào không bị lão hóa và thoái hóa. Công nghệ nhũ hóa cho phép các phân tử cỡ lớn được hấp thụ hoàn toàn trong suốt quá trình chuyển hóa mật. Tỷ lệ nồng độ cao được chế tạo bằng cách sử dụng 10.000mg nhau thai hươu với tỷ lệ nồng độ cao 50:1. Sự kết hợp tuyệt vời của những công nghệ cao và các tế bào sống đảm bảo rằng hoạt động của các nhau thai có thể đạt được hiệu quả tối đa. Nhau thai Ertia là một nguồn thực phẩm bổ sung hạng sang, một công cụ thế hệ mới giúp đảo ngược quá trình lão hóa và duy trì sức khỏe. Từ thời xa xưa, hươu đã được xem như một loài động vật có giá trị dược liệu truyền thống quý báu và vô giá, và là bài thuốc trường sinh thần kỳ. Bộ gan, dương vật, máu và tim của hươu được ca ngợi như những bài thuốc chung quý báu. Toàn bộ cơ thể của chúng đều thanh nhã và mạnh mẽ, khiến chúng có thể phân biệt cỏ non và cỏ dại. Hươu được ca tụng là linh vật của trời. Ertia, đây là cái tên lấy biểu tượng từ sự thuần khiết của hươu. Từ này có nguồn gốc từ vùng nông thôn sạch sẽ, không bị ô nhiễm ở New Zealand. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhau thai của hươu vô cùng giống với nhau thai của con người về cả phương diện hóa học và vật lý. Vì thế, đó là lý do chính vì sao nhau thai Ertia lại dùng nhau thai hươu làm nguyên liệu chính. Nhau thai hươu được lấy trong quá trình hươu sinh ra vẫy, nên ta không phải giết những chú hươu trong quá trình này. Công ty quốc tế Reway giám sát chặt chẽ mọi giai đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm. Điều này đã giúp nhiều người biết tới sự an toàn và hiệu quả của nhau thai Ertia. Chúng tôi luôn tìm cách
để làm tốt hơn những gì chúng tôi đã và đang làm được bằng cách đổi mới các phương pháp nghiên cứu để tạo ra một công thức hiệu quả toàn diện hơn. Hiện nay, công ty Reway đã tung ra thị trường thế hệ thứ 5 của nhau thai Virtual, giúp khách hàng trải nghiệm những hiệu quả hoàn hảo, không giống các phiên bản trước. Sản phẩm nhau thai Virtual mới được cải tiến, chứa tới 10 loại dược liệu quý. Tế bào sống từ nhau thai hươu có thể kích thích quá trình chống lão hóa, khiến các cơ quan trong cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách quý được tìm ra hàng nghìn năm về trước, có tên Dao Zhang, đã liệt kê chi lan hoàng thảo là một trong 9 loại thảo dược cải tử hồi sinh. Loại thảo dược này có tác dụng chống lại mệt nhọc và tăng cường tuần hoàn máu, khai thông mạch máu và hạ huyết áp. Dầu lycopene là một loại caroten tự nhiên giúp trì hoãn quá trình lão hóa và là một trong những nguyên liệu thiết yếu trong các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và làm đẹp ngày nay. Kháng thể Sanhun chiết xuất từ các thành phần hoạt tính sinh học của măng cụt, chứa một lượng lớn các dưỡng chất thực vật và có quyền năng chống lại các nhân tố gây ra quá trình oxy hóa. Collagen biển được chiết xuất từ những loài vi sinh vật biển, có gần như toàn bộ 18 loại amino acid, giúp thúc đẩy hệ miễn dịch và duy trì làn da tươi trẻ. Nha đam là loại cây có chứa nhiều dưỡng chất và những phức hợp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Có thể kể đến bao gồm các amino acid, các enzyme hoạt tính và các vitamin. Hợp chất squalene được chiết xuất từ gan của những con cá mập sống ở sâu dưới đáy đại dương. Chất này cung cấp oxy cho các tế bào, chủ động hồi phục các tế bào bị tổn thương và kéo dài tuổi thọ. Dầu lưu ly giúp cải thiện tình trạng da, ngăn chặn tình trạng bệnh tiểu đường gây ra do những tổn thương hệ thần kinh, duy trì nồng độ cholesterol và làm hạ huyết áp. Dầu bơ cung cấp các axit béo quan trọng cho cơ thể người. Trong dầu bơ có chứa nhiều beta-carotene và kali, đồng thời chứa các chất chống oxy hóa và chống viêm. Dầu hoa anh thảo rất giàu vitamin và khoáng chất. Nó cung cấp sức sống và tăng cường trao đổi chất, giúp duy trì các chức năng của cơ thể và một sức khỏe tốt. Tất cả các thành phần trong công thức đều có hiệu quả cao, giúp bạn đạt được quá trình phục hồi cơ thể sau 3 bước chỉ trong một sản phẩm: bảo vệ, phục hồi và tái tạo cơ thể, cải thiện các cơ chế bên trong thân thể, tái sinh và cho bạn một làn da trẻ đẹp mãi mãi, hồi sinh bạn từ trong ra ngoài, cho phép bạn tận hưởng tuổi xuân thêm lần nữa. Ai nói bạn không thể chống lại lão hóa và có một cuộc sống khỏe mạnh hơn? Hãy cho chính mình một cơ hội tái sinh. Nhau thai Virtual, sản phẩm chăm sóc tối ưu giúp bạn chống lại thời gian. Sản phẩm chăm sóc tối ưu giúp chống lại quá trình lão hóa.